Hello, xin chào các bạn, chào mừng bạn quay trở lại với mình và clip này. Mình là Minh Trần Xếp bên này và clip này. Mình sẽ làm clip về chuyến đi chơi ở Nha Trang. Hiện giờ mình đang đứng đầu đường ở nhà mình để đợi xe tới. Xe tới chưa? Xe chưa tới. Cái xe kia kìa. Xe kia không bỏ. Hiện giờ đây là 4 giờ sáng. 5 giờ 5 phút rồi. 5 giờ 5 phút rồi. Mình xe vẫn chưa tới rồi con hợp năm. Mà 4:45 đi rồi, 5:30 đợi dai cả cổ rồi, chưa xong định mận người đi bộ đi chơi. Vô tắt đèn rồi. Vô nhìn đèn bị cục. Phải là nhìn đèn này tắt rồi này các bạn. Nhìn đường đang sáng định mệnh tắt luôn, cục luôn. Tối như mực, như cứt như. Phải lèo không thấy cái lỗ đất gì luôn. Người đèn thui luôn. Bật cho tí đèn đi ba. Ê trời ơi, lúc sửa sáng rồi các bạn ơi. 5 giờ xong sẽ 8 giờ sẽ kẹn quá. Hiện giờ xe đang tới trước mặt mình đây. Xe này tới trước mặt mình luôn. Ok. Để mình xí. Bây giờ mình đang ở trên xe rồi. Hiện giờ đang ở trên xe. Đang sợ đi. Trời ơi tốt. Không kẹp. Đâu ngồi ngoài đi Vi, ra dưới ngồi em không? Dạ ba. Sao? Nó đứng vậy. Không có lên được nữa con, ba ngồi đây rồi. Không ngồi với anh à? Không. Ngồi với đây cho nó vừa đi con. Nó kêu chỗ ngồi đâu ngồi. Chật chỗ này không chật. Chật. Làm sao ba ngồi dưới đây được? Quay 10 phút. Đấy 10 phút thì có. Mới rảnh. Đi đó. Con lên đây ngồi đi. Ba. Con không biết kêu chồng con. Con quay lại rồi, mai mốt tí nữa lên YouTube coi. YouTube coi em sướng. Em bỏ cái chân xuống, anh Phúc mới ngồi được chứ. Sợ mà. Mình ăn cái ghế to. Cười không ăn cười. Xíu ra sáng không vô ạ. Được chưa? Xe hiện giờ mình lên trên xe phải sắp sửa đi rồi. Rồi. Bé. Hello, hi ha các bạn. Thì
giờ mình ăn sẵn xong. Để cái xe này nó ve này, xe mình ra. À, chuẩn bị đi đi tiếp à. Nhưng mà giờ chưa mới tới. Ok. Ăn sẽ ăn. Chợ sáng á, có thể mẹ ai hai 30 người đấy, mẹ 400 à. Dương ơi. Sáng xong rồi chuẩn bị du hành chơi. Ok. Quay đằng sau đó. Đây đằng sau đó. Dạ. Quay nghe nó đỡ ở nhau. Ok. Yeah, sẽ anh hết khỏi mì không Tuấn? Anh được rồi Trang ơi. Dài quá. Dài quá. Dài quá. Dài quá. Dài quá. Ok. Nó bật chỉnh sáng nó rõ. Sáng rồi. Nhưng mà giữa sáng đi thôi. Đét độ zoom rồi nè. Sợ đi biển rồi. Mà Phan Thiết nha, bên đây. Cà Ná. Núi à, đi Cà Ná luôn. Đây, bên đây. Đi đưa qua đó, qua Cà Ná. Qua, qua Cà Ná. Xuân Tinh. Đi ngang qua hai cái tháp. Tháp Tràm. Bảy hai năm chờ chỏi chả phải lên đây đi xe đỡ tốn tiền ăn lắm, ăn được đâu. Mẹ ơi, mẹ, mẹ, mẹ con gì này? Mẹ ơi, nhìn camera tí, lên sóng luôn. À, đường, rất là rộng. Trên đường ra đến Nha Trang. Những chân giò đó. Những chân giò đó. Đường đó đâu có ai xe kiểu đâu đây. Hay lắm anh em ơi. Rất là chén rồi. Phải lèo. Không nghĩ tới hơn. Đăng ký kênh ủng hộ kênh mình. Gần nhau ăn nhau. Giúp kênh mình lên 100 người đăng ký. Xin chào các bạn. Dâu nhiều nửa. Bye. Sao ăn liền á? Vì sao mà ăn liền thì nó xanh.